Đây là video 30 phút tập toàn thân tại nhà hay bất kỳ nơi đâu để giúp cho các bạn khỏe mạnh, săn chắc cơ thể, phòng tránh bệnh tật. Và các bạn không cần dụng cụ gì cả, các bạn chỉ cần một tấm thảm hoặc là một cái khăn thôi là đã có thể bắt đầu rồi ha. Về cấu trúc thì chúng ta sẽ có 8 bài tập tất cả. Chúng ta sẽ tập liên tiếp 2 bài trong vòng 3 lần nha. Rồi sau đó hãy chuyển qua bài tiếp theo, đừng lo, có thời gian nghỉ. Và dĩ nhiên, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài khởi động đầu tiên, đó là cho phần lưng của chúng ta. Đó là bài em bé nè, đẩy người về phía trước, bài rắn hổ mang ha. Làm như vậy trong vòng 30 giây, cái này sẽ giúp cho lưng của chúng ta được thoải mái, căng giãn từng đốt sống nha mọi người. 30 giây, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta tay phải chân trái ha, co, duỗi ra, sau đó hạ xuống, sau đó đổi bên tay trái, đầu gối bên phải chạm, rồi duỗi, làm luân phiên trái phải liên tục. Vừa khởi động cái phần lưng, vừa tập cho phần cơ trọng tâm. Rồi, rất tốt các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động cho cái phần ngực cũng như phần lưng dưới ha. Rồi chúng ta sẽ có bài như sau. Hất đất nè, đẩy lên sau đó nằm xuống. Rồi nhấc tay lên sau đó chân chống. Rồi bắt đầu. Một hất đất lên hạ xuống, tay chân duỗi thẳng nhấc lên. Rồi, ok, rất tốt ha. Rồi, bài tiếp theo, chúng ta sẽ trong tư thế plank, chân phải đưa lên, đẩy người về phía trước. Nếu có thể chạm vào đầu gối ha mọi người. Rồi, làm liên tục 30 giây ha, cố lên. Cái này khởi động nhưng cũng hơi giống tập một tí nha. Rồi, thả lỏng 15 giây, sau đó chúng ta sẽ đổi bên nha mọi người. Rồi, hôm nay chân phải thì bây giờ chân trái ha. Rồi, cố lên, sau cái này chúng ta sẽ tự tin để tập những cái bài cardio sức bền ha. Rồi. Rồi, rất tốt các bạn. Có thể các bạn đang cảm thấy nó hơi mỏi đúng không? Đừng lo lắng. Đây là cái cách mà chúng ta khởi động để chút nữa chúng ta tập ha, hiệu quả nhất có thể ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô phần bài tập chính. Bài đầu tiên chúng ta hãy đứng dậy, đứng ở phía dưới cuối tấm thảm nè. Rồi, từ đây ha, hai chân mở rộng. Squat, tay giữ đây, tay di chuyển về phía trước. Rồi, sau đó làm một cái hất đất, xong đó di chuyển trở về. Trong tư thế squat và đứng lên và lặp lại, các bạn có thể làm hất đất trên đầu gối nha. Bắt đầu.
Rồi, rất tốt. Và bài cardio đầu tiên. Tiếp theo cái bài này á, là chúng ta sẽ làm bài jumping jack nha mọi người. Các bạn 35 giây, bật nhẹ ít chân như thế này ha. Các bạn chân bật ra, tay đưa lên trên. Hít thở đều, hít mũi thở miệng nha các bạn. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một tí. Làm chậm lại với cái bài đầu tiên. Nhưng bây giờ chỉ có 30 giây thôi nha. Lần thứ hai nha mọi người. Cố lên. Rồi, đứng ở phía cuối tấm thảm. Tay đưa lên. Rồi, squat nha mọi người. Squat nè. Di chuyển về phía trước. Trên đầu gối cũng được, hết đất. Rồi, xong trở về. Rất tốt, chỉ có 30 giây thôi. Và 30 giây tiếp theo chúng ta sẽ làm bài jumping jack nha mọi người. Hít thở, thả lỏng. Khi chúng ta có thời gian nghỉ, cứ thả lỏng hết sức ha. Rồi, jumping jack các bạn có thể làm chậm hoặc làm nhanh, tùy các bạn ha. 3, 2, 1. Mười lăm giây. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt. Thả lỏng 20 giây nha. Lần này là lần cuối cùng. Chúng ta chỉ có làm 25 giây một bài thôi nha. Cố lên, cố lên. Hết thở rồi sau. Rồi, nhớ bài squat, hết đất, ok, 3, 2, 1. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy và làm bài jumping jack nha mọi người. Đôi khi có những cái bài tiếng Anh mà mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào, cho nên hãy làm quen tên bài tiếng Anh nha mọi người. Rồi. Lần cuối, sau đó chúng ta sẽ có nghỉ tới 1 phút lận nha. 3, 2, 1. Rất tốt. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong hai bài đầu tiên, 3 lần ha. Bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để nghỉ giải lao. Ok. Rồi, các bạn có thể tranh thủ uống một miếng nước nha. Trong lúc tập các bạn không nên uống quá nhiều, nó sẽ sóc bụng. Cho nên là chỉ một ngụm nhỏ thôi. Rồi. Chúng ta sẽ còn 30 giây. Và tiếp theo rất là đơn giản ha, tập cho phần vai, cơ trọng tâm, cả phần lưng một tí. Trong tư thế plank, tay phải kéo về sau, hạ xuống, đổ tay ha mọi người. Rồi kéo về sát hai bên nè. Các bạn cảm thấy khó thì trên đầu gối thôi cũng được ha.
làm sao hết 35 giây nha. Rồi bài tiếp theo chỉ là 4 cái này, 4 cái nâng cao đùi, 4 cái góc chọn mông ha. Hey, bây giờ các bạn đã uống xong, nghỉ đủ, chúng ta làm bài plank kéo tay. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt các bạn. Ổn không? Ok đúng không? Đấy, vừa phải mà. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ làm 4 cái nâng cao đùi. 1, 2, 3, 4. Sau 4 cái có chậm mông ha. Rồi, lưng phiên làm liên tục. 4, 3. Mình sẽ có thể đếm cho bạn nè. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lưng phiên ha. Đùi trước và đùi sau. Rất tốt. Wow, nghỉ 20 giây ha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với bài kéo ha. Rồi, trên đầu gối, tay giữ. Rồi, kéo của chỏ về sau. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy. Và bài nâng cao đùi, gót chậm mông. Ok. Hết thở sâu. Hey, cố lên, cố lên. Lần thứ 2 chỉ có 30 giây thôi. 3, 2, 1. 2, 3, 4. 1, 2. Rồi, ok, rất tốt. Nghỉ 20 giây. Chúng ta sẽ còn một lần cuối thôi các bạn, cố lên nha. Rồi, chúng ta nhớ mỏi quá các bạn có thể làm một tí xong hạ đầu gối xuống ha. Rồi, 3, 2, 1. Kéo, hạ. Kéo, hạ. Rồi, rất tốt. Rồi, 25 giây cuối cùng cho bài nâng cao đùi và gót chậm mông thôi các bạn. Cố lên. Tám, bảy. Rồi, chuẩn bị 3, 2, nâng cao đùi trước. Rất tốt các bạn,
Bây giờ chúng ta suy nghĩ về Lam một phút nha. Hết thở đều, chúng ta đã đi qua 4 bài rồi. Còn 4 bài nữa thôi nha các bạn. Hết thở rồi sau. Các bạn sẽ cố gắng tập đều để nâng cao cái khả năng tốc độ trao đổi chất tiêu hóa. Thì lúc đó các bạn sẽ thoải mái ăn uống mà không sợ bị thừa cân, béo phì ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài squat. Đầu tiên squat, sau đó bước chân về phía bên trái 45 độ, trở về bước chân bên phải, sau đó squat nha mọi người. Và bài số 2 sẽ là bài nhảy chạm, nhảy chạm, nhảy chạm gót chân. Ok, hai bài tiếp theo 3 lần. Hey, squat xuống, bước chân trái, bước chân phải, bắt đầu. Rồi, ok, rất tốt. Và về tiếp theo các bạn có thể làm nhanh hay làm chậm ha. Nhảy, nhảy hoặc là làm liên tục như thế này ha. Thế là chúng ta 3 lần rồi, cho nên cứ từ từ thôi, tùy vào sức của các bạn ha. 3, 2, 1. Rất tốt các bạn. Nhịp tim tăng lên nè. Cố lên, cố lên. Hai lần nữa ha. Lần thứ hai chỉ có 30 giây thôi. Đây, squat, bước chân trái, bước chân phải. 4, 3, 2. Rồi, ok, rất tốt. Bài tiếp theo, chạm ha. Mọi người có thể làm nhanh hay làm chậm nha, tùy vào mọi người, ok. Tay phải chậm gót bên trái, tay trái chậm gót bên phải. 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, rất tốt, nghỉ 20 giây. Chúng ta còn một lần nữa nha mọi người. Hết thời sau. Rồi, lần cuối cùng 25 giây squat. Bước trái, bước phải. 3, 2, 1. Rồi, ok, rất tốt. Và lần cuối cùng với bài này nha mọi người.
6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn hoàn thành thêm 2 bài nữa. Chúng ta còn 2 bài cuối nha mọi người. Mình sẽ đi lấy cái khăn để lau mồ hôi. Chúng ta còn 2 bài cuối cùng và chúng ta sẽ kết thúc nha mọi người. Cố lên nha. 40 giây cuối cùng. Bài tiếp theo đơn giản lắm. Chúng ta tập cho phần cơ mâm, lưng, đùi sau. Giữ tay ở đây ha. Rồi, nghiêng người xong trở về và đổ chân ha. Đơn giản lắm. Rồi, tập này để cái cổ chân khỏe, giữ thăng bằng tốt ha. Rồi, 15 giây nữa. Còn bài cuối cùng chúng ta sẽ làm bài leo núi chống tay, plank. Chạm vai, ok. Rồi, 5, 4 bài, 3, 2 bài cuối cùng, 4 lần ha. 2, 1, rồi, ok. Gặp người, trở về, đổi bên. Rồi, ok, rất tốt các bạn, cảm thấy nhẹ nhàng đúng không? Rồi, không sao hết. Bài tiếp theo trong tư thế plank chạy 4 lần. 1, 2, 3, 4, sau đó chạm vai. 1, 2, 3, 4 và tiếp tục nha. Cứ đếm 4 nhịp. Ok, 3, 2, 1, 3, 5 giây. Rồi, rất tốt các bạn. Rồi, vòng thứ nhất đã xong, vòng thứ hai 30 giây thôi nha các bạn. Cố lên nha. Rồi, trong trường hợp mà các bạn có thể được á, gặp sâu ơi là sâu nhưng mà vẫn giữ lưng thẳng ha. Rồi sau đó đổi bên. Ok. 2 lần nữa thôi. 3, 2, 1. Rất tốt. Rồi bây giờ xuống trong tư thế chống tay. 4 cái chạy, 4 cái chạm vai nha. Rồi hết thở thì sau 30 giây. Rồi cố lên. 4, 3, 2, 1 bắt đầu. 1, 2, 3, 4 chạm. 1, 2, 3, 4 tiếp tục. Rồi, ok, rất tốt nha. Rồi, chúng ta còn một lần cuối thôi. Mọi người thấy mồ hôi mình đổ. Rồi, lần cuối cùng. Gạp bên trái, gạp bên phải ha. 4, 3, 2, 1.
Một. Rồi, ok, rất tốt. Và lần cuối cùng 25 giây là chúng ta kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Cố lên nha các bạn, mình tin các bạn đã làm được. Và các bạn đã làm còn một lần cuối thôi là xong rồi, không lại bỏ cuộc đúng không? Rồi, chống tay, nhớ vai phía trên tay nha mọi người, đừng để vai thụt về sau. 2, 1, 4. Rồi, xuất sắc. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong rất là tốt các bài tập, chương trình tập của ngày hôm nay ha. Chúng ta sẽ uống miếng nước và lau mồ hôi, sau đó giãn cơ cùng với nhau. Không biết mọi người sao chứ mình rất là quen tập mỗi ngày. Và mình sẽ cố gắng tập hoàn thành buổi sáng để cả ngày mình có năng lượng làm việc như các bạn thấy trong vlog của mình chia sẻ buổi sáng ha. Rồi, chúng ta sẽ giãn cơ, vẫn là những cái bài quen thuộc, đẩy mông về phía trước, thả lỏng ấn cái phần hông xuống, mở bả vai ra. 3, 2, rồi đẩy mông về phía sau nè. Rồi, rất tốt. Rồi, tay trái luồn qua bên phải ha. Giữ lại. Rồi sau đó rút tay về đổi bên. Rồi chân bên phải bước bàn chân kế bên tay bên phải ha. Sau đó tay nắm lấy đầu gối, hạ mông xuống vắng người. Rồi sau đó rút chân về. Rồi chân bên kia, tay chống, tay xoay, giữ. Rồi nghiêng người về phía sau ha, chân duỗi thẳng, rồi gặp người về phía trước, giữ. Rồi rót chân về, đổi chân bên kia, gặp người xuống, giữ lại. Rồi, xuất sắc. Hey, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong chương trình tập của ngày hôm nay. Và như mình thường nói là các bạn hãy tự hào vì các bạn đã dành thời gian ra để tập chăm sóc cơ thể. Bởi vì hiện tại rất là nhiều người chúng ta lơ là bản thân và chúng ta sẽ dùng điện thoại, ăn uống và quên mất đi chuyện tập luyện, vận động cho cơ thể ha. Rồi, như mình hay nói nữa là nếu mà các bạn không biết tập ra sao, các bạn nên có một cái lịch tập thường xuyên và cố định, thì một cái lịch tập các bạn có thể tham khảo là hubertfitness.com/lịch tập ha. Và để xem trước những cái video của những tuần tới mà các bạn không phải đợi, thì các bạn có thể đăng ký hội viên để ủng hộ mình, cũng như là xem được các video khác ha. Rồi, bây giờ hãy giữ sức khỏe và hẹn gặp lại trong cái buổi tập tiếp theo với mình.